Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai trong năm vừa qua. Đây là một buổi bình bầu chọn đối tượng được hưởng lợi tại thôn Triều Sơn Đông. 43 hộ dân tham gia bình bầu công khai để chọn ra 20 hộ dân sẽ được nhận hỗ trợ từ Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Cuộc họp bình bầu có sự tham gia của cán bộ trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn và sự giám sát của cán bộ Hội chữ thập đỏ tỉnh và Hội chữ thập đỏ xã Hương Vân, thị xã Hương Trà. Trong cuộc họp tôi thấy bên Hội chữ thập đỏ và chính quyền và ban quản lý thôn cùng sự xác minh rõ ràng và bà con cũng đã nhất trí đồng lòng thống nhất. Lúc Hội chữ thập đỏ về cứu trợ dân thì dân cũng rất là khẩn khởi vui mừng. Bình bầu như nữa là chính xác, là vì trong thôn là có đi chụp ảnh, chụp toàn bộ tất cả rồi. Mà Hội thập đỏ là đã cho được chừng nào thì xin chân thành cảm ơn hội. Này là vì cái lượng mức hỗ trợ thì có hàng, mà cái số lượng thiệt hại của thôn rất là lớn, mà để cho bảo đảm cho bà con thì rất là khó. Nhưng tụi em cũng phải là bên xét từ là những hộ thiệt hại nặng nhất tôi trở xuống, ưu tiên cho là người già neo đơn, người nghèo cần nghèo và phụ nữ có thai. Cái chương trình này thì rất là hay, nhưng mà nếu mà được mà chia điều hoặc là có cái số lượng nhiều hơn hoặc là để được phân bổ cho những người nhiều người thiệt hại đều có chung thiệt hại đều có được hỗ trợ thì rất là tốt. Hai xã Hương Phong và Hương Vân thuộc địa bàn thị xã Hương Trà được dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do bão lũ. Đây là hai địa phương được dự án đánh giá bị thiệt hại nặng nề do bão lũ và có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao và triển khai các hoạt động hỗ trợ. Chương trình cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở khu vực miền Trung trong khuôn khổ viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ do Hiệp hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Việt Nam tại 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế được triển khai từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021 với tổng giá trị là 1,1 tỷ đồng. Các hoạt động chính của dự án bao gồm triển khai và tập huấn lựa chọn địa bàn hưởng lợi, đối tượng hưởng lợi, lựa chọn và phê duyệt địa bàn hưởng lợi, tổ chức cấp phát tiền mặt và thùng hàng gia đình cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng của bão lụt và một số hoạt động khác. Đáng chú ý, dự án đặc biệt chú trọng các quy trình, tiêu chí lựa chọn ra hộ hưởng lợi, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng nhằm phát huy hiệu quả dự án. Cũng nhờ sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ được trợ cấp 2 lần. Một lần trước là nhận như của nước là còn bị thứ 200 và lần là còn được 3 triệu. Đi từ dân chúng bên bầu lên để mà ai được nhận trợ cấp cho nó thỏa mãn, không có cái người hứa ít mà lại nhiều hứa là ít công bằng với địa phương. Cái Hội chữ thập đỏ chúng tôi đã ban hành một cái bộ quy trình cứu trợ. Thì để mà lựa chọn được đối tượng hưởng lợi thì chúng tôi phải đưa ra các cái tiêu chí. Từ những cái tiêu chí đó thì các cái thôn đã lựa chọn ra được cái hộ hưởng lợi đúng đối tượng. Như chúng tôi đã đi đánh giá cái mức độ hài lòng của người dân thì đa số người dân trả lời rằng là Hội chữ thập đỏ đã lựa chọn rất là công khai minh bạch. 243 hộ dân hai xã Hương Phong và Hương Vân đã được hỗ trợ bao gồm tổng số tiền mặt là 595 triệu đồng và thùng hàng gia đình. Trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, những hoạt động của Hội chữ thập đỏ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người dân có điều kiện khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.